một chuyến bay đến New York phát sinh ra sự cố. Trong khoang máy bay truyền tới âm thanh dị thường. Chị tiếp viên với đồng nghiệp cùng tiến lên kiểm tra. Đột nhiên, bên dưới mặt sàn xuất hiện những âm thanh kịch liệt. Con ốc cũng bị bật cả ra, tấm sắt cũng bị ép đến biến dạng. Giây phút đó, có một con quái vật khổng lồ xông vào bên trong. Một lúc sau, chiếc máy bay nãy vẫn còn đang bay trên không trung, bỗng dưng lại bất thình lình xuất hiện ngay trên đường băng. Thân máy lại lạnh bất thường, tất cả các động cơ đều tắt, cửa chớp cũng bị đóng hết lại, cứ như chiếc máy bay này chưa từng được sử dụng. Cảnh sát lập tức phong tỏa hiện trường, bởi vì vẫn chưa biết tình huống hiện giờ của chiếc máy bay, không một ai dám tiến lên để xem xét. Mãi cho đến khi tiến sĩ tiểu soái của trung tâm kiểm soát dịch bệnh tới, anh ta cùng với cấp dưới tiểu bạn tiếp quản nơi này, trợ lý Lisa giúp anh ta mặc đồ bảo hộ. Hai người họ chuẩn bị tiến vào trong khoang máy bay điều tra sự việc, tiến vào mới phát hiện, trong khoang yên tĩnh đến đáng sợ, lại nhìn những hành khách trên máy bay, tất cả đều chết hết rồi. Hơn nữa lúc ra đi rất là bình thản, không hề có dấu vết giằng co. Khi John kiểm tra đến một bé gái, phát hiện mặt của cô bé trắng toát, không có một tí sắc máu nào. Hai người thông qua đèn tử ngoại thì phát hiện, bốn phía có rất nhiều chất lỏng bắn ra, chỉ dưới ánh sáng của đèn tử ngoại mới có thể nhìn thấy được. Lisa lần theo vết chất lỏng đi tới khoang điều khiển, cô đã phát hiện ra cánh cửa nên được đóng này, lúc này lại có thể mở ra. Cô tò mò tiến lên kiểm tra, xem xét cơ thể của cơ trưởng. Phía sau có hai người cũng xông lên bao vây. Lúc John chạy về phía Lisa, cũng bị chặn đường đi. Những người đó cầu xin anh giúp đỡ. Họ là những người còn sống sót trên máy bay. Bọn họ đem thi thể vận chuyển xuống máy bay, nhưng thi thể quá nhiều, mà bốn người còn sống sót cũng bởi vì chưa điều tra rõ chân tướng của sự việc, liền bị đem đi cách ly. John cùng nhân viên hàng không đi kiểm tra hành lý trong khu để hàng hóa. Bọn họ nhìn thấy một cái hòm, bên trên được điêu khắc rất nhiều hình vật tổ cổ xưa, nhìn giống như một cỗ quan tài. Vài người sau khi mở hòm ra, phát hiện bên trong thế mà toàn là bùn đất. Vận chuyển hàng không một hòm đất là muốn làm gì? Tất cả chuyện này khiến mọi người không thể hiểu nổi. John bảo anh đầu hói trông coi cẩn thận cái hòm này, còn mình đi kiểm tra danh sách hành khách. Anh đầu hói gật đầu đồng ý, cứ để cho tôi lo. Nhưng khi John vừa đi, có tiếng gọi từ xa truyền đến hấp dẫn sự chú ý của anh ta. Tra hỏi nhân viên làm việc xung quanh, dường như chỉ có mình anh nghe thấy. Anh đầu hói một mình lên phía trước xem xét. Anh ta đi tới một hành lang dài heo hút, nhìn thấy có một quái nhân cao 8 thước bò trên đất. Anh đầu hói nhìn thấy một quái nhân cao 8 thước bò trên đất. Đợi khi anh ta đi đến phía trước nhìn, quái nhân đột nhiên bật dậy, một tay trực tiếp xuyên vào gáy của anh đầu hói. Anh đầu hói gân xanh nổi lên, máu trong cơ thể đều đang chảy về phần cổ, tiếp đó bị hút sạch máu, y như con ruồi dễ dàng bâu cức. Bên chỗ John, vừa ra khỏi sân bay đã bị một đám phóng viên bao vây. Phóng viên hỏi anh có tổng bao nhiêu người trên máy bay thoát nạn trở về, thi thể có thể đưa ra đây không? Đối mặt với những câu hỏi của phóng viên, John nói chỉ có 4 người sống, còn thi thể bắt buộc phải đem đi cách ly làm rõ. Có một người cha đột nhiên xông lên trước, đánh John một bạt tai, hỏi anh đã từng giết con gái mình chưa? John đành chịu lắc đầu, anh chỉ có một đứa con trai. Nhìn thấy vẻ mặt đau thương của mọi người, John đồng cảm sâu sắc, đồng thời nói trong vòng 48 tiếng đồng hồ, cho mọi người một đáp án hài lòng. Bên khác, bác sĩ khám nghiệm tử thi cũng tìm ra manh mối mới. Anh phát hiện ra ở phần cổ của mỗi thi thể đều có vết cắt, trình độ tinh vi như thế này, dù cho hoa đà tái thế cũng không thể làm được. Hơn thế, toàn bộ máu trong cơ thể đều bị hút cạn, dịch bệnh thông thường không thể gây ra được. John như nghĩ ra gì đó, lập tức đi tới chỗ kho hàng hóa. Đột nhiên có một ông lão cầm theo kiếm chặn anh lại, còn nói bản thân ông đã từng chiến đấu với loại bệnh này. John tưởng ông lão này chỉ là một ông già có vấn đề, nên không muốn tiếp chuyện ông, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng tiếp tục điều tra chuyện này. Đúng lúc John chuẩn bị đi, ông lão đột nhiên hét lớn, nhất định không được cho quan tài qua sông, nhất định phải thiêu hủy hết tất cả thi thể. Nhưng John vẫn không quan tâm tới ông, chỉ có Lisa mặt đầy hoài nghi nhìn ông lão. Hai người họ thay quần áo rồi bước vào kho hàng. Quả nhiên phát hiện ra loài vi khuẩn hình sợi, chúng nó sống dưới đất, tính công kích cực kỳ mạnh. Hai người cảm giác được có chuyện không hay, vội vã quay lại nơi để chiếc hòm, phát hiện chỉ còn một vết hình tròn. Thông qua điều tra camera giám sát phát hiện có một đoàn bóng đen, tốc độ di chuyển cực kỳ nhanh, cần phải tua chậm 10 lần mới có thể nhìn rõ. Nó ôm chặt chiếc hòm rồi biến mất trong không trung. Đây có thể không phải con người, bởi vì người không thể nhấc nổi chiếc hòm 300 kg được, còn di chuyển nhanh như vậy. Hai người lập tức gọi cho Jack phong tỏa hiện trường, nhưng mà đã muộn rồi. Khi máy bay còn chưa hạ cánh thì đã có một người ăn mặc chỉnh tề, vô cùng lịch sự, tìm thuộc hạ của mình, bảo hắn đi sân bay vận chuyển một món hàng, cũng chính là chiếc quan tài mà ông lão đã nói tới. Và hiện tại tên đó đã lấy được quan tài rồi, hắn giờ chỉ cần đem chiếc quan tài này vận chuyển tới con sông đối diện thì coi như nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng xe đi đến nửa đường vẫn bị chặn đường lại, vẫn là bị chặn đường lại. Hắn đưa cho cảnh sát xem thẻ của mình, rồi thêm một ánh mắt ra hiệu. Cảnh sát nhìn rồi lơ mơ, anh có ý gì? Muốn mua chuộc tôi thì cũng phải cho thứ gì thực tế chút chứ. Jack ở bên cạnh nghe thấy động tĩnh thì liền đi tới. Anh nhìn thẻ, lập tức đuổi viên cảnh sát bên cạnh đi, nói với tên thủ hạ, đây là lần cuối cùng tôi giúp anh. Tên thủ hạ lái xe rời khỏi nhanh chóng trước khi trời sáng, đem chiếc hòm đưa đến địa điểm đã chỉ định. Tên thủ hạ sau khi xuống xe thì tò mò đi xem quan tài bên trong không biết là thứ đồ gì, trực tiếp dọa anh chạy đi. Còn bên này,
Bác sĩ khám nghiệm tử thi xảy ra vấn đề. Anh ta lấy tim của thi thể ra. Thế mà tim của chính mình cứ đập liên hồi. Bên trên bám đầy vi khuẩn hình sợi. Một con còn chui vào trong lòng bàn tay anh ta. Anh ta khó khăn lắm mới lôi nó ra được. Lúc này, những thi thể đã chết kia đều đột nhiên đứng dậy. Đôi mắt thâm đen đã biến thành một đám quái vật rồi. Bọn họ cùng nhau tấn công lên, đè chết người bác sĩ đó. Những người sống sót bị cách ly cũng bắt đầu có vấn đề. Trong đó có một người phụ nữ tự nói là quen biết cấp trên của John, yêu cầu John lập tức thả họ ra. Nhưng mà John nói, dù cho thượng đế đến cũng không thể thả. Tiếp đó, người phụ nữ gọi một cuộc điện thoại, John liền bị gọi đến văn phòng. Cấp trên không những thả hết những người còn sống sót, còn bắt John thôi việc, không cho anh tiếp tục nhúng tay vào việc này nữa. Theo như kinh nghiệm xem phim của tôi, người cấp trên này chắc chắn có vấn đề. Hai người đi từ văn phòng ra, vẫn không từ bỏ việc tìm ra chân tướng của sự việc. Hai người nhân lúc văn phòng làm việc chưa bị phá bỏ, nhanh chóng điều tra vi khuẩn hình sợi mà trước đó phát hiện được. Thông qua nghiên cứu, họ phát hiện loại vi khuẩn này đối với máu tươi rất hưng phấn, đồng thời cần phải có vật dẫn. Hai người nhanh chóng đến bệnh viện, tìm thấy người sống sót ngày trước. John dựa vào kinh nghiệm trước đó, bây giờ cứ ra ngoài là đem theo đèn tử ngoại chiếu thử xem như nào. Anh phát hiện ra trên người này cũng có những vết thương y hệt, nhưng mà liền lại rất nhanh. Khi anh ta chiếu lên phía trên, phát hiện bệnh nhân đã trở thành ký chủ cho bọn vi khuẩn đó. Tình hình vô cùng nguy cấp. Bên trong cơ thể người còn sống sót có rất nhiều vi khuẩn hình sợi. Anh ta bảo Jack bây giờ phải liên lạc với ba người còn sống còn lại. Có thể cứu ai thì cứu đến cùng. Lisa gọi điện thoại cho bác sĩ khám nghiệm tử thi, nhưng mà không hề có ai nghe máy. Thế là họ lái xe nhanh chóng tới phòng để thi thể. Nơi này giờ đây không một bóng người. Không khí dần dần trở nên khác thường. Hai người tiến vào bên trong, không có một thi thể nào, chỉ còn sót lại đôi kính mắt đã vỡ của bác sĩ. Ở trong một tòa biệt thự ở ngoại ô, một cô gái toàn thân mặc đồ đỏ từ ngoài bước vào. Mấy tiếng đồng hồ trước đó, cô gái này vẫn còn là một cỗ thi thể. Cô gái nhỏ toàn thân ướt đẫm. Bố của cô ấy chính là người đàn ông đánh John ở sân bay. Ông ta vui vẻ vô cùng, ôm chặt con gái vào lòng, rồi lập tức lên lầu đun nước nóng cho con gái tắm. Cô con gái ngâm nước rất lâu, cho đến tận khi nước lạnh ngắt rồi vẫn không chịu đi ra. Bố cô tiến lên kiểm tra. Cô con gái tấn công lên, xúc tu chui từ trong miệng ra. Người đàn ông ánh mắt trợn to,